Rồi chào bạn, thì như là cái tiêu đề video ha, thì trong clip này mình sẽ cho bạn xem cận cảnh cái mẫu loa mới của nhà DVLED ha, phiên bản Phantom 2 98 dB nhưng mà là phiên bản màu deep blue. Đó thì nó vẫn tương tự như là cái phiên bản mà screen mình đã có từng làm một cái video, đó là mình trên tay cái sao 3 mới của DVLED á, thì nó cũng sẽ giới hạn là 1000 chiếc trên toàn cầu. Thì mình đang có mặt bên DVLED bên quận 2 ha. Thì bây giờ mình sẽ vào trong cho bạn xem cận cảnh coi là cái màu deep blue này nó sẽ đẹp như thế nào. Các bạn, đây là cái màu deep blue ha, thực tế ở ngoài. Thì khi mình có xem cái hình render bạn mình đã rất là mê rồi, thì khi mà thực tế ở ngoài mình nhìn á thì nó rất là đẹp các bạn. Và cũng thấy là do là mình thích màu xanh dương cho nên là mình có một cái đánh giá nó hơi chủ quan xíu, nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái màu xanh này nó rất là đẹp, nó rất là dạng nhám ha. Thì đây là cái bản màu xanh screen mình đã có từng là một clip rồi đó, thì mình sẽ đặt cạnh cho bạn xem thử ha. Cũng như đây là cái mẫu sao 3 mới của nhà DVLED đây đó. Thì cả hai cái phiên bản màu này thì nó sẽ là giới hạn 1000 chiếc trên toàn cầu, và cái giá của cái mẫu phiên bản màu deep blue này thì nó sẽ khoảng là 42 triệu các bạn ha. Cho nên là cái loa này nó không chỉ là mang lại cho bạn một cái giá trị âm thanh đỉnh cao ha, tuyệt vời, mà nó còn mang lại một cái tính giá trị sưu tầm rất là cao và rất là đẹp, rất là sang. Đấy. Còn về những cái tính năng về công nghệ hay là những cái thông số kỹ thuật thì mình sẽ chèn một cái về cái chi tiết để bên dưới phần mô tả để cho bạn xem. Chủ yếu là trong clip này mình muốn cho bạn xem cận cảnh cái màu deep blue mới mà nhà DVLED mang lên mẫu Phantom 2 98 này như thế nào. Đây là màu xanh ha. Thì ở đây thì bên DVLED bên 2 họ cũng có trưng hai cái phiên bản màu cơ bản, đó là màu đen và màu trắng. Đây bạn xem luôn ha, cho ai chưa biết nè. Đây là màu đen. Thì phiên bản màu đen này thì nó là dạng cũng là đen nhám, nhưng mà đen hơn màu trắng thì nó sẽ là dạng bóng. Đấy. Thì hai này nó cơ bản rồi, chỉ có hai cái màu kia thì nó sẽ giới hạn về cái số lượng. Thì bạn nào mà thích thì cứ việc qua bên DVLED quận 2 ha, trải nghiệm thử. Đẹp lắm bạn, quá đẹp. Ôi ơi, tiếc là tôi không có tiền mua, tôi không cuốn hốt rồi. Nó nặng khoảng, mình nhớ không lầm như là 4 ký mấy, mình nhớ không lầm nhỏ nhỏ thôi các bạn, chứ nó tới con suất nó tới 400 quá các bạn, khủng khiếp lắm. Đó. Rồi, coi như đây là một cái clip nhanh ha, cho xem cận cảnh cái màu clip mới của nhà DVLED trên cái mẫu Phantom 2 mới này.